Toàn tỉnh có trên 4,5 nghìn hecta nhãn cho thu hoạch. Năm 2021, sản lượng nhãn của Hưng Yên ước đạt khoảng 50.000 đến 55.000 tấn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, vấn đề tìm đầu ra cho quả nhãn đang là mối băn khoăn, trăn trở của không ít hộ trồng nhãn. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên tại Hưng Yên, một hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 60 điểm cầu tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã tạo sự yên tâm, tin tưởng cho nhiều người trồng nhãn. Với thâm tâm người dân là chúng tôi rất phấn khởi, mong sao các cấp sẽ quan tâm rồi, quan tâm hơn nữa và tạo mọi điều kiện để cho người nông dân chúng tôi có những cái vụ nhãn được tiêu thụ, được suôn sẻ, tốt đẹp, giá cả thật là hợp lý. Chúng tôi đến dự hội nghị này rất là phấn khởi, là tin tưởng vào như vậy là có cái sự lãnh đạo chỉ đạo của hội nghị hôm nay. Về phía bà con nông dân chúng tôi cũng sẵn sàng về làm tốt và chất lượng, mẫu mã và kỹ thuật nhãn quả 2021. Rất là cảm ơn tất cả các cơ quan và các cái cấp có thẩm quyền giúp đỡ bà con và trong hợp tác xã để tiêu thụ mùa nhãn của mùa vụ 2021 này. Trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức đã khởi động chương trình nhãn và nông sản Hưng Yên lên sàn thương mại điện tử, tổ chức chương trình ký kết hợp tác, tạo điều kiện lưu thông, tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên tại các kênh phân phối ở thị trường trong nước và cắt băng xuất hành đưa nhãn lồng Hưng Yên vào các hệ thống phân phối. Ngay sau đó, hơn 20 tấn nhãn Hưng Yên đã được các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị như Postmart, Sendor, Vỏ Sò, Shopee, Lazada đưa đi tiêu thụ. Sự kiện này không chỉ kịp thời hỗ trợ mùa nhãn năm 2021 mà còn mở ra cơ hội xây dựng các mô hình liên kết đầu tư kinh doanh và nhiều nông sản khác cho những năm sau. Đây là điều kiện để những chuỗi cung ứng hiện tại sẽ được mở rộng và củng cố, đồng thời sẽ có thêm nhiều chuỗi cung ứng mới được hình thành, góp phần đưa nông sản của Hưng Yên đi được xa hơn và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021 được kết nối với trên 60 điểm cầu tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, hứa hẹn sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn nói riêng và nông sản của Hưng Yên nói chung. Đó chỉ là một trong số rất nhiều các giải pháp được cấp ủy chính quyền tỉnh Hưng Yên đề ra để chung tay tiêu thụ nhãn và nông sản trong mùa dịch. Để giúp khán giả nắm được những giải pháp tiêu thụ nhãn cũng như làm rõ những khó khăn khúc mắc mà người nông dân đang gặp phải, hôm nay Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Bán nhãn thời Covid-19. Cùng bàn luận với chúng ta chủ đề này, xin được giới thiệu các vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Mí, Giám đốc Hợp tác xã Cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì xin được hỏi ông Mí, với tư cách là một người trồng nhãn thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của hội nghị kết nối để tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021 ạ? Trong vừa qua thì Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã để giao lưu với các doanh nghiệp, mở ra một cái cơ hội là các hợp tác xã đã kết nối được với các cái doanh nghiệp, các cái siêu thị trong nước để tiêu thụ cái hàng hóa, để cái nông sản của Hưng Yên vào sâu được cái thị trường của các cái siêu thị, của các cái chuỗi cửa hàng sạch. Qua các cái hội nghị xúc tiến thương mại thì các cái khách hàng đã biết đến được cái nhãn của Hưng Yên nói chung và nhãn của hợp tác xã nói riêng. Thì cái việc tiêu thụ hiện nay đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho hợp tác xã. Vâng, xin được cảm ơn ông Mí ạ. Thưa ông Thơ, là có thể được đánh giá là đã được tổ chức thành công. Vậy thì sau hội nghị thì chúng ta đã đạt được những cái kết quả cụ thể như thế nào ạ? Thì đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã nắm bắt được một số thông tin cụ thể. Hàng ngày xuất sang phía bên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là từ 5 đến 8 tấn. Thứ hai là ngày hôm 18 thì chúng ta cũng đã đưa được cái nhãn của Nghiên, mà cụ thể là thông qua doanh nghiệp Pusa thì đã đưa nhãn của Nghiên vào được thị trường một số các cái siêu thị ở Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Anh, ở thủ đô London và ở Paris, thủ đô của nước Pháp. Chúng tôi nhận thấy thông qua cái việc kết nối này thì người trồng nhãn của Nghiên và các doanh nghiệp thì đã có sự kết nối và dần đưa cái công nghệ thông tin vào trong tiêu thụ cái nông sản của Nghiên nói chung và nhãn lồng Hưng Yên nói riêng. Đối với thị trường trong nước thì hiện nay với Hưng Yên thì mới vào đầu vụ, thì với cái nhãn Hương Chi của chúng ta thì cũng đã đang và tiếp tục xuất vào thị trường truyền thống như là hệ thống bán lẻ Centra Group và một số các cái tỉnh miền Trung. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã đưa được nhãn
vào một số cửa hàng như là Vinmark và Vinmark Cộng, cũng như chỗ Vietpost và hệ thống Naza sàn thương mại điện tử, thì cũng đã giúp cho bà con nông dân và các hợp tác xã vận chuyển cái nhãn theo các đơn hàng lẻ và đến tay người tiêu dùng và một số các cái siêu thị trên địa bàn của quốc gia. Dạ vâng, như vậy rõ ràng là có rất nhiều tín hiệu vui sau hội nghị đó ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua hội nghị kết nối để cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên thì cũng đã có một số sàn thương mại điện tử đã ký cam kết đưa nhãn Hưng Yên lên các chợ điện tử. Vậy việc tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử thì cần những gì? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của một số sàn thương mại điện tử sẽ tiêu thụ nhãn của Hưng Yên ạ. Sen đỏ sẽ chọn những nhà vườn có những cái giấy tờ đạt chuẩn, tiêu chuẩn về ưu tiên là những sản phẩm đạt OCOP hoặc là những sản phẩm về đạt chuẩn Việt Gáp và có giấy tờ vệ sinh an toàn thực phẩm, thì sen đỏ sẽ ưu tiên đưa lên trên sàn thương đỏ để bán. Về bán hàng thương mại điện tử, nó khác với bán hàng truyền thống một chút nữa, đó là bà con nông dân phải lưu ý trong cái việc đóng gói sản phẩm đó đến làm sao theo đúng những cái quy định mà do sàn thương mại điện tử đã hướng dẫn. Nếu mà bà con nông dân làm đúng như vậy thì cái sản phẩm sẽ được vận chuyển tới ngay người tiêu dùng, nó được giữ nguyên trọn vẹn về cái chất lượng sản phẩm. Đối với bà con nông dân ấy, thì chúng tôi cũng xin lưu ý đấy là cái đảm bảo cái chất lượng sản phẩm ổn định, bởi vì là khi bán hàng trên truyền thống thì là cái người mua hàng người ta có thể tự cảm nhận và tự lựa chọn sản phẩm của họ, nhưng mà khi mà kinh doanh trên thương mại điện tử thì người mua sẽ lựa chọn dựa trên mô tả sản phẩm, dựa trên hình ảnh cũng như là dựa trên cái kinh nghiệm hay là những cái nhận xét của những người mua trước hay cái trải nghiệm của chính bản thân mình từ những lần trước. Chính vì vậy thì cái chất lượng sản phẩm nó ổn định là một cái điều rất là quan trọng để mà đảm bảo uy tín cho chính nhà bán hàng cũng như là cho sàn. Vâng, thưa ông Mí, là với những cái điều kiện như các sàn thương mại điện tử vừa đưa ra như vậy thì với hợp tác xã Quyết Thắng nói chung và với bản thân gia đình ông thì liệu mình có đáp ứng được những cái yêu cầu, những cái tiêu chuẩn đó hay không ạ? Cũng năm nay là một năm công thương đưa vào cái sàn điện tử, dạ, thì giúp bà con rất tốt, dạ, trong cái tiêu thụ nhãn. Thì gia đình tôi năm nay thì cũng áp dụng cái này thì cũng đảm bảo tiêu chí, các tiêu chí chất lượng của bên các cái sàn điện tử người ta đặt hàng. Đến ngày hôm nay thì các thành viên của hợp tác xã Quyết Thắng của mình thì đã đưa được quả nhãn của mình lên những cái sàn điện tử cụ thể nào rồi ạ? Hiện nay chúng tôi đưa lên sàn điện tử Viettel, dạ, mà Shopee. Vâng. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã chuyển một số các cái đơn hàng đến các tận tay các cái đơn vị đặt hàng thì chất lượng đảm bảo. Mình thì cũng đã quen với cách bán hàng truyền thống rồi. Thế và ngày hôm nay thì mình phải tiếp cận với một cái mới, đó là mình bán hàng online và đưa các sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử. Vậy thì người dân của chúng ta có gặp phải những khó khăn gì không ạ? Khó khăn là hiện nay một cái các cái lao động của bà con nông dân thì gần như là các cái tuổi cao, nên là khi áp dụng vào cái công nghệ mới, thông tin hay cảm ứng điện thoại thì cũng không đáp ứng được. Thì cũng phải cần tới đây, cũng rất cần là các cái cơ quan chức năng cầm tay chỉ việc và hướng dẫn cụ thể. Những cái khó khăn như là ông Mí vừa nêu ra như vậy thì có lẽ cũng là khó khăn chung của rất nhiều bà con nông dân khi mà đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử. Vậy thì xin được hỏi ông Thơ là để mà giải quyết cho những cái khó khăn này thì chúng ta có những cái giải pháp gì khác không ạ? Cái giải pháp đầu tiên đó là phải sự có liên kết giữa các nhà vườn và hợp tác xã với nhau. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đáp ứng được hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta tiếp cận được với cái công nghệ thông tin. Cùng việc đó thì chúng ta liên kết lại thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu đó là về sản lượng theo mỗi đơn hàng. Như vậy thì cái chất lượng sản phẩm đó được ngay các xã viên hợp tác xã giám sát từng nhà vườn, từng hợp tác xã để đảm bảo đồng nhất về cái chất lượng so với lại thông tin mà chúng ta đã cung cấp cho cái đối tác mua hàng. Thưa ông, là như ông Mí có nói thì cũng rất là mong muốn có được nhiều hơn nữa những cái sự gọi là cầm tay chỉ việc cụ thể rõ ràng để mà người nông dân có thể tiếp cận với công nghệ, với sàn điện thương mại điện tử được dễ hơn và được hiệu quả hơn nữa, thì ông nghĩ sao về cái đề nghị này ạ? Đây cũng là cái mong muốn chung của xã viên, các hợp tác xã nhãn của tỉnh Yên, và đây cũng là cái mong đợi của Sở Công Thương chúng tôi, vì cũng rất nhiều lần đã tổ chức và bà con nông dân đại diện các nhà vườn hợp tác xã cũng rất hào hứng, thì cũng đã được cầm tay chỉ việc xong. Cái việc này thì phụ thuộc vào hoàn toàn sự quyết tâm của các hợp tác xã và các nhà vườn có tích cực vào cuộc với công thương hay không, để chúng ta dần thay đổi cái phương thức tiếp cận với bán hàng, đặc biệt là trong thời gian hiện nay cũng như xu hướng phát triển tất yếu, đó là chúng ta quảng bá sản phẩm chúng ta phải chịu trách nhiệm về chất lượng, hay chúng ta nói đó là giữ chữ tín và thương hiệu
nhãn tiến vua của Hưng Yên chúng ta. Dạ vâng, rất là cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, tiêu thụ nhãn nói riêng và tiêu thụ nông sản nói chung qua các chợ điện tử là xu thế tất yếu của hiện nay, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này. Và hiểu được những người nông dân còn bỡ ngỡ với phương thức bán hàng mới này, nên các sàn thương mại điện tử cũng đã có những biện pháp để hỗ trợ bà con trong quá trình đưa nhãn lên sàn thương mại điện tử. Shopee hỗ trợ bà con, thứ nhất là về mặt khâu là hướng dẫn bà con về mặt đóng gói hàng hóa làm sao cho phù hợp với cả các quy cách để mà có thể đưa lên các sàn thương mại điện tử. Thứ hai nữa là Shopee có các cái đơn vị gọi là về logistics để lo trung chuyển hàng hóa từ các vườn, từ các hợp tác xã để về các kho trung tâm, và sau đó từ các kho trung tâm này trở đến ship đến dành cho các khách hàng. Với cái việc mà hỗ trợ mà tiêu thụ quả nhãn lên sàn thương mại điện tử thì đặc biệt là sen đỏ thì chúng tôi sẽ lên kế hoạch trước đó từ khoảng là 2 tuần để mà chúng tôi có thể làm event. Ví dụ như chúng tôi sẽ tổ chức ra một cái event gọi là phiên chợ nông sản, thì trên phiên chợ nông sản đó nó sẽ thể hiện được quả nhãn của Hưng Yên, và mình sẽ có những cái bài báo giới thiệu về Hưng Yên, về quả nhãn này, và đồng thời là chúng tôi cũng có hỗ trợ đi báo chí và truyền thông, cũng như là nhờ những người nổi tiếng để mà PR giới thiệu review sản phẩm trên một số cái kênh. Và đồng thời nữa là có một cái điểm gọi là mới trong cái công nghệ của chúng tôi, đó là chúng tôi hỗ trợ bà con nông dân trong cái vấn đề là live stream bán hàng. Tại vì bà con nông dân là người hiểu rõ về cái sản phẩm của mình nhất, thì nhưng mà công nghệ thì không được rành, nên chúng tôi sẽ có người xuống tận cái vườn của bà con nông dân để hướng dẫn bà con nông dân sử dụng công nghệ và cầm điện thoại live stream bán hàng. Ở Lazada thì chúng tôi có cái hệ thống mạng lưới logistics cũng rất là phát triển, thì chúng tôi cũng có thể góp phần để mà hỗ trợ cho cái việc bảo quản và vận chuyển những cái sản phẩm đó một cách tốt nhất và nhanh nhất đến tay người tiêu dùng. Vâng, thưa ông Thơ, là thời điểm này thì cũng là thời điểm mà dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp, và việc đi lại vận chuyển hàng hóa thì có thể nói là cũng khó khăn hơn rất là nhiều. Vậy thì không biết là thời gian tới thì kế hoạch để tiêu thụ nhãn của tỉnh Hưng Yên sẽ như thế nào ạ? Nhận định trước tình hình dịch Covid còn diễn biến vô cùng phức tạp thì Sở Công Thương cũng đã chủ động tham mưu đề xuất với Ban Chỉ đạo Công tác Phòng chống dịch của tỉnh, đó là tiêm vaccine phòng bệnh Covid cho đội ngũ lái xe, phụ xe và một số các nhà vườn, hợp tác xã có sản lượng nhãn lớn. Đặc biệt là cũng đã tham mưu với Ủy ban tỉnh, đã có công văn gửi các cái sở ngành, đặc biệt là Ủy ban các tỉnh, để chúng ta kết nối cho xe vận chuyển nhãn của chúng ta đưa vào cái thị trường trong nước. Bên cạnh đấy thì Công Thương đã chủ động liên hệ và kết nối với một số các cửa khẩu như là Lào Cai, như là Lạng Sơn, để đưa tạo điều kiện mức tối đa thông thương nhãn của tươi của chúng ta sang thị trường Trung Quốc bằng đường bộ, kết nối với Sở Công Thương của Hải Phòng và Quảng Ninh để đưa cái nhãn của chúng ta xuất theo đường biển. Vâng, thực sự đó là một cái thông tin rất là vui. Trước cái thời điểm mà chúng ta đi lại vận chuyển khó khăn như thế này thì cái việc mà thông thương hàng hóa thì là một điều vô cùng quan trọng, mà chắc là những cái thông tin này thì cũng sẽ làm cho hợp tác xã, cho ông Bí cảm thấy an tâm rất là nhiều trong việc tiêu thụ nhãn, đúng không ạ? Vâng, thưa ông, vậy thì không biết là trong thời gian tiếp theo thì hợp tác xã sẽ có những cái kế hoạch để mà tiêu thụ nhãn cho các xã viên như thế nào ạ? Cũng có một cái nó trở ngại. Hiện nay Hà Nội đang bị phong tỏa nên cái sức tiêu thụ nó cũng đã giảm. Dạ. Cái lượng vận chuyển vào thì hiện nay thì nó cũng không được nhiều lắm. Là các đơn hàng mà nhỏ lẻ hiện nay là hợp tác xã cũng không thể vận chuyển được, vì lý do là cái một chuyến xe mà chạy vào Hà Nội thì hiện nay là nếu đơn nhỏ thì không thể chạy được. Thì hiện nay là hợp tác xã đang chú trọng, ngoài thị trường Hà Nội ra thì hiện nay chúng tôi đang chú trọng đến các cái thị trường lân cận không bị phong tỏa, đặc biệt là Thái Bình, Quảng Ninh, thì các đội ngũ lái xe thì chỉ test nhanh là được đi. Thì cái số lượng nhãn còn lại của hợp tác xã thì chúng tôi đã liên kết được một số cái doanh nghiệp mà các cái khách hàng hàng năm, các lái thương lái đã quen thuộc. Thì hiện nay chúng tôi đã kết nối, thì tới đây sẽ cái lượng nhãn của tài xã thì chắc chắn là cái lượng nhãn sẽ, ngoài thị trường Hà Nội khó khăn ra để đi lại, thì chúng tôi sẽ thông tuyến cho các cái bà con nông dân tiêu thụ ở trong các cái tỉnh như Thái Bình hay là Quảng Ninh, Hải Phòng, thì giảm cái áp lực cho bà con và thuận tiện được cái nông sản của hợp tác xã cũng được ổn định.
Như vậy là ngoài việc hỗ trợ của các ngành chức năng của tỉnh thì việc bà con mình tự linh hoạt để mà mở rộng thị trường và tìm những cái thị trường để mà vận chuyển dễ hơn thì sẽ giúp cho bà con tiêu thụ nhãn tốt hơn trong cái thời điểm dịch bệnh này, đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, năm nay cũng là năm đầu tiên mà quả nhãn của Hưng Yên được xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Đây được coi là một thị trường vô cùng khó tính. Vậy thì những đòi hỏi của thị trường này là gì và những hạn chế mà người trồng nhãn cần khắc phục là gì? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự của chương trình. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, 3 tấn nhãn lồng Hưng Yên đầu tiên đã được vận chuyển sang châu Âu. Ngay khi thông quan, nhãn lồng Hưng Yên đã được phân phối cho một số cửa hàng thực phẩm châu Á, châu Âu tại một số nước như Hà Lan, Bỉ, Pháp và Anh với giá bán trên 300.000 đồng một kg. Sau khi được bày bán, nhãn lồng Hưng Yên được sự đón nhận khá tích cực từ thị trường châu Âu. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức nhãn lồng Hưng Yên, tôi cảm thấy quả nhãn của các bạn rất ngon. Tôi sẽ giới thiệu với nhiều người và mua tặng cho mỗi người một ít. Trước đó, nhãn đã được sơ chế, đóng hộp với đầy đủ mã truy xuất nguồn gốc, bảo quản ở nhiệt độ và độ ẩm tiêu chuẩn. Theo kế hoạch, công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Fusa sẽ thu mua khoảng 60 tấn nhãn lồng Hưng Yên để đưa sang thị trường châu Âu. Để đảm bảo kế hoạch, người trồng nhãn Hưng Yên đã và sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt những kỹ thuật chăm sóc, quy trình trong sản xuất. Chúng tôi làm thì trước là có quả phun phải do chỉ định của bên hợp tác xã, người ta ấn định là phun những thuốc gì mà sâu bệnh là phun như thế nào thì người ta cũng phát động cho chúng tôi theo đúng tiêu chuẩn của Việt Gáp. Đây là lần đầu tiên nhãn lồng Hưng Yên có mặt tại thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Đó là niềm phấn khởi đối với người trồng nhãn Hưng Yên, song duy trì thị trường này một cách lâu dài vẫn còn rất nhiều việc mà người trồng nhãn Hưng Yên phải làm. Về chất lượng, chúng ta phải có là đáp ứng được như là tiêu chuẩn về Global Gap này, thế và những tiêu chuẩn khác của EU chẳng hạn như là hữu cơ các thứ vân vân, và đặc biệt là phải có cái mã vùng trồng để cơ quan vệ sinh an toàn của EU có thể kiểm soát được chất lượng và truy xuất lại ngược được cái nguồn sản phẩm. Cái chúng tôi muốn khuyến cáo đối với người trồng nhãn của Hưng Yên đó là chúng ta tôn trọng những cái quy định của pháp luật về các cái thuốc chất cấm và bảo vệ thực vật, và chúng ta cũng phải ưu tiên hơn nữa về cái truy xuất nguồn gốc. Lô đầu tiên chúng tôi giới thiệu nhãn lồng sang thị trường EU được đánh giá cũng khá là tích cực. Tuy nhiên còn một vấn đề khác, đó là giá trị nhãn hiện tại đang bày bán trên siêu thị của châu Âu nó quá cao so với nhãn của Thái Lan. Vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị một lộ trình dài hơi hơn, đó là giảm bớt các cái khâu chi phí đầu vào cũng như các cái khâu chăm sóc để làm sao có những cái sản phẩm cạnh tranh và chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng. Vâng, thưa ông Mí, với những đòi hỏi của thị trường châu Âu như vậy thì theo ông là người trồng nhãn của Hưng Yên có đáp ứng được hay không ạ? Với kinh nghiệm làm truyền thống với cái lại làm cái thị trường châu Âu để nâng cái giá trị quả nhãn lên giá trị cao, thì bà con nông dân tới đây phải chuyển đổi sang một cách bài bản, làm ngay từ bước đầu tiên để làm sao được cái giá trị của quả kinh tế đạt cái chất lượng, đảm bảo được cái tiêu chí bên châu Âu đề ra. Dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa ông Thơ, là trong thời gian tới thì theo ông, người nông dân sẽ cần phải làm gì để mà chúng ta đưa được quả nhãn vào thị trường châu Âu được nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, chứ không phải là chỉ vài chục tấn như hiện nay ạ? Cái điều rất là đáng mừng, cũng năm đầu tiên chúng ta đưa nhãn vào xâm nhập vào thị trường châu Âu. Với công thương của tôi thì chúng tôi thấy rằng nếu chỉ hợp tác xã không, chưa đủ, cần phải sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền. Thứ nhất là chúng ta phải tăng cường đổi mới phương thức trong sản xuất, đó là sản xuất hàng hóa và đạt được tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy là khâu đầu tiên. Khâu thứ hai là khi chúng ta đã sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap rồi, thì đó là trong quá trình thu hoạch thì chúng ta phải liên kết giữa các hợp tác xã, các nhà vườn có sản lượng lớn để chúng ta tạo một cái nguồn sản phẩm nó dồi dào, đáp ứng được cái nhu cầu ở mỗi một đơn hàng. Thế như vậy thì chúng ta sẽ giảm được giá thành trong quá trình vận chuyển. Và vấn đề thứ ba, tôi nghĩ rằng đây là quyết định, đó là bà con nông dân tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền, đó là chúng ta phải cải tạo những giống nhãn để tạo thành một cái vùng trồng chuyên canh, có một vài giống nhãn thực sự là có cái chất lượng phẩm cấp cao để giảm giá thành và có cái thời gian thu hoạch trải đều theo mùa vụ. Thì có như vậy
thì chúng ta mới cạnh tranh được với nhãn của Thái Lan, với cạnh tranh được với nhãn của một số các quốc gia. Vâng, thưa ông, việc tiêu thụ nhãn thì không chỉ tập trung vào một thị trường trọng điểm hoặc là chỉ duy trì thị trường trong nước mà cần mở rộng thị trường để đạt được giá trị thương mại cao cũng như là nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm. Vậy thì nhãn Hưng Yên hiện nay thì chúng ta có được những cái thị trường tiềm năng như thế nào ạ? Năm 2021 thì chúng tôi hướng tới hai thị trường mới, đó là châu Âu và thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản. Thì hiện nay thì cũng đã kết nối được với một số các doanh nghiệp thì đang lấy mẫu để test thử đưa cái quả nhãn chúng ta thông qua cái đường vận chuyển hàng không để vào thị trường của Nhật Bản, vì thị trường châu Âu đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật rất cao và thị trường Nhật Bản cũng yêu cầu rất cao về chất lượng cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh và cái an toàn thực phẩm. Chúng tôi nghĩ nếu chúng tôi vượt qua được những cái rào cản đó thì đây là cái thị trường tiềm năng. Xin được cảm ơn ông và hy vọng rằng là với rất là nhiều những cái sự hỗ trợ như vậy, sự vào cuộc như vậy thì quả nhãn tươi của chúng ta sẽ ngày càng mở rộng thị trường nhiều hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là dịch bệnh Covid-19 đã và sẽ còn tác động đến tiêu thụ nông sản nói chung và tiêu thụ nhãn nói riêng. Giao thông đình trệ, giá cước vận tải tăng cao, hàng rào kiểm soát ngặt nghèo hơn khiến cho việc vận chuyển sẽ còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, các ngành tỉnh Hưng Yên, sự năng động, sáng tạo của người dân Hưng Yên, chúng ta tin tưởng rằng nhãn quả và các mặt hàng nông sản của Hưng Yên sẽ có chỗ đứng tốt hơn nữa ở thị trường trong nước và ngoài nước. Và buổi tọa đàm với chủ đề bán nhãn thời Covid-19 cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời. Xin cảm ơn sự tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.